Chào bà con nông dân và các bạn, nhờ chịu khó, năng động cộng với tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã xây dựng cho gia đình những mô hình chăn nuôi cho hiệu quả cao. Mời bà con nông dân và các bạn đến thăm những mô hình này trong phần đầu mục Nhà nông làm giàu hôm nay. Vượt qua muôn vàn nguy hiểm và khó khăn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, trở về với đời thường, nhiều người lính cụ Hồ đã khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Đến thăm gia đình ông Trịnh Tiến Tảo, thôn Phù Chính, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, chúng ta sẽ thấy được một minh chứng cho ý chí vươn lên của người lính ấy. Ông Tảo sinh năm 1936, ở cái tuổi 80, nhiều người chọn cách sống an nhàn để an hưởng tuổi già. Nhưng ông Tảo lại không yên lòng khi các con ông vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bản thân ông Tảo bị nhiễm chất độc da cam trong thời gian đi bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên. Đến nay sức khỏe kém, đã hai lần phẫu thuật trực tràng và polyp dạ dày. Với ý chí của người lính cụ Hồ, ông Tảo đã vượt lên những đau đớn của bệnh tật, không để chân tay nghỉ ngơi, tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế. Đầu năm 2014, ông Tảo quyết định đầu tư gần 100 triệu để xây dựng chuồng trại, để nuôi lợn và ao thả cá. Hiện nay trong chuồng nhà ông Tảo có hơn 40 lợn thịt và trên 10 tấn cá. Theo ông Tảo cho biết, hiện nay đàn cá của ông đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến đến cuối năm nay sẽ cho thu hoạch. Công việc hàng ngày đã tiếp cho ông thêm sức mạnh để vượt qua bệnh tật, tiếp tục lao động, cống hiến cho cuộc đời. Tuổi tức là 80 rồi, thế nhưng mà với cái điều kiện là còn sức khỏe thì cũng cố gắng để mà khắc phục, để vươn lên chính mình và để tạo dựng cái cuộc sống gia đình cho bản thân cũng như là cho các cháu sau này. Với diện tích gần 3,6 hectare, mô hình nuôi lợn và cá của ông Tảo đang cho hiệu quả kinh tế, được nhiều đồng đội, bạn bè đến tham quan và học hỏi. Những năm gần đây, tổ dân phố Bình Lạc, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại chăn nuôi gà được đầu tư với quy mô lớn. Trong đó có mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Ngọc Khang. Hiện nay, anh Khang đã xây dựng được chuồng trại quy mô với diện tích hơn 300 m², đầu tư nuôi hơn 1.000 gà thịt và gà đẻ trứng. Nhờ chăm sóc tốt, một năm anh Khang xuất được 2-3 lứa gà. Để đảm bảo cho con giống phát triển tốt, anh Khang luôn chú trọng đến kỹ thuật chăn nuôi, từ việc cho ăn, tiêm phòng cho đến khâu vệ sinh chuồng trại. Nhờ đó, nhiều năm qua, trong khi nhiều trang trại chăn nuôi lớn không đủ sức chống chọi với dịch bệnh, thì trang trại của anh Khang vẫn an toàn. Một năm sau khi trừ chi phí, gia đình anh Khang thu về khoảng 80-90 triệu đồng. Thời gian tới, anh Khang sẽ tiếp tục mở rộng mô hình chăn nuôi gà, đầu tư thêm nuôi lợn thịt nhằm tăng thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống, làm giàu chính đáng trên quê hương. Để giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua, Ban Thường vụ huyện đoàn Tam Dương đã đứng ra ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho đoàn viên vay vốn thông qua các nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng, giúp cho gần 1.200 hộ vay vốn. Triển khai và lựa chọn 8 mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu để giới thiệu vay vốn từ Quỹ Tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, để giúp cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, Ban Thường vụ huyện đoàn Tam Dương tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế với hình thức thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, giúp nhau cây con giống, phân bón, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên. Trong năm 2015, đã tổ chức giới thiệu việc làm cho trên 4.500 đoàn viên thanh niên. Có gần 170 đoàn viên thanh niên đi xuất khẩu lao động tại các thị trường như Đài Loan, Nhật Bản. Với những hoạt động thiết thực trên đã góp phần giúp đỡ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Về xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, ai cũng biết đến mô hình nuôi lợn thương phẩm của gia đình anh Trần Văn Khang ở thôn Chùa. Gia đình anh không chỉ nổi tiếng về quy mô chuồng trại chăn nuôi mà còn được nhiều người dân biết đến nhờ việc áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật vào chăn nuôi, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng một năm. Qua trao đổi về bí quyết thành công trong quá trình chăn nuôi, anh Khang mạnh dạn chia sẻ để nuôi lợn thịt với quy mô lớn như ngày hôm nay. Anh đã tích cực học tập các kiến thức chăn nuôi trên sách báo, trên kênh truyền hình, qua mạng Internet, tham gia các lớp tập huấn của hội nông dân các cấp. Điều quan trọng nữa là khi mua lợn giống về trang trại, trước hết phải tiêm phòng đủ 2 liều vaccine để phòng chống bệnh nghệ cho lợn. Kỹ thuật chăn nuôi thì nó có mấy cái yếu tố. Một là anh phải chọn được con giống, rất là phải đảm bảo,
phải mua giống ở những cái nhà sản xuất có thương hiệu ấy. Thứ hai nữa là cái cám cũng thế, cám thì anh phải mua dùng cái cám của các cái nhà sản xuất nó có thương hiệu để cho nó đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ ba nữa là cái trong cái khâu chăm sóc thì cái quan trọng nhất là anh phải phòng chống dịch. Càng làm kỹ cái đấy bao nhiêu thì hiệu quả càng cao bấy nhiêu. Về sử dụng thức ăn cho chăn nuôi, anh cho biết trang trại chăn nuôi của gia đình chỉ sử dụng một loại cám, chất lượng cám tốt, thịt hồng, khô lại không hôi, dễ bán được giá cao và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Mỗi năm anh nhập về 900 tấn cám, riêng trang trại chăn nuôi của gia đình anh tiêu thụ hết 150 tấn cám trong một năm, với trị giá gần 2 tỷ đồng. Mỗi năm trừ mọi chi phí, đầu tư, anh thu trên 1 tỷ đồng. Với kết quả phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của gia đình anh Trần Văn Khang đã góp phần giải quyết việc làm cho từ 10 đến 12 lao động địa phương với mức lương từ 3,5 đến 4 triệu đồng một tháng. Bên cạnh việc chăn nuôi đem lại hiệu quả cao, mô hình chăn nuôi của gia đình anh Khang còn mạnh dạn áp dụng tiêu chuẩn xử lý chất thải trong chăn nuôi bằng hệ thống bình biogas, vừa tận dụng được nguồn khí đốt, vừa góp phần cải thiện môi trường chăn nuôi. Thu nhập từ chăn nuôi giúp gia đình anh có thêm điều kiện để xây dựng nhà cửa, nuôi dạy con cái ngoan ngoãn trưởng thành.